thiệu ông Greg Feely, người đã bắt sống được một con cá voi ma mút tại vùng Westerlands tràn ngập băng tuyết ở Alaska. Xin chào mừng ông tới đây, ông Feely. Tôi cũng thấy rất vui khi được nói chuyện với anh và các bạn khán giả đang xem đài. Con thú khổng lồ đó đâu rồi ạ? Nó đang ở đoàn xiếc nhà hát thành phố và vé vào cửa là $5. Nhưng hôm nay tới đây tôi cũng có đem tấm ảnh vừa được chụp của con thú khổng lồ đó cho các bạn xem đài được chiêm ngưỡng. Chúng tôi xin được tạm dừng trong giây lát. Hiện giờ có một con voi ma mút đang bị sóng chuồng. Điều quan trọng nhất là nó đang vào thành phố. Cảnh sát và hiệp hội bảo vệ động vật đang trong tình trạng báo động đỏ. Theo tin tình báo mới nhất từ phóng viên của chúng tôi, thì vừa có người thấy nó ngay thành phố eo và ngoài đất. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Mấy cậu có thể giúp tôi quay về Alaska được không? Con tàu Alaska sang trọng hiện đại sẽ khởi hành tại bến cảng số 6 vào tối nay. Thật là hên quá. Các cậu đưa tôi tới chợ đó nha. Chúng tôi đang tìm một con voi ma mút nguy hiểm. Các cậu có thấy nó ở đâu không? Đường đó hả? Ý như tôi đoán. Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi đi bắt nó đây. Tôi đói quá à. Một trái chuối hả? Vậy thì xin 5 xu thôi. Ngươi là con ma mút mới sổng chuồng có đúng không? Là tới nè. Ta đoán đúng rồi hả? Go! Bên kia kìa, bắt nó lại. Bắn kìa. Lắc là lắc lại, lắc tới lắc lui. Lắc lười lắc lại, lắc tới lắc qua. Bắt được ngươi rồi nghe. Đúng là mạng mình lớn thiệt, không có cái lưới này là tàn đời câu lụ. Công nhận kế hoạch của mình hay thiệt. Dù sao nó cũng chỉ là một con voi thôi, làm sao mà không thích ăn đậu phộng cho được. Rồi con ma mút đó cũng đi theo ăn đậu phộng lên tới chỗ này. Dạ, tới đền, người đã bị mắc. Tôi thấy kế hoạch này có vẻ được đó. Hình như nó đang tới. Quá đã. Sắp thành công rồi. Voi thích ăn đậu phộng nhất mà. Ngươi hãy đợi đó. Không được đi đâu khi ta chưa cho phép. Anh ta kia đứng lại. Cảm ơn hai bạn nghèo lắm. Tôi sẽ nhớ hai bạn rất nhiều.
Không, không, người không được đi. Ta thề sẽ có được ngươi. Con voi kia ngươi hãy đợi đó. Ta chưa bỏ cuộc đâu. Không, ta phải bắt được ngươi. Ta không bỏ của. Giờ thì bỏ rồi. Và bây giờ, chào mừng mọi người đến với đại hội thể thao kỳ dị giữa 9 môn thi đấu. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được công nhận là vận động viên vĩ đại nhất thế giới. Và hai vận động viên cuối cùng thi đấu giành danh hiệu này là Tom và Jerry. Hai thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng cho môn thi đấu đầu tiên. Tennis. Mở màn cho ván đấu đầu tiên, vận động viên Tom của chúng ta sẽ phát bóng. Tom đang thi đấu hết sức tuyệt vời, nhưng có vẻ Jerry đang gặp chút rắc rối. Bây giờ, tất cả khán giả ở đây đang căng thẳng, nín thở để theo dõi. Cú bắn huyền thoại của Tom. Môn thi đấu tiếp theo chính là nhảy sào. Và Jerry vừa yêu cầu các vị giám khảo nâng sào lên 15m24. Nếu như thành công sẽ đánh bại kỷ lục của Tom. Jerry thành công rồi. Và đây là cơ hội cuối cùng để Tom giành lại danh hiệu kỷ lục của mình. Môn võ đầu tiên được xuất hiện ở đại hội. Cả Tom và Jerry đều là bậc thầy về môn thể thao này. Chắc chắn sẽ kích thích tinh thần máu lửa của mọi người. Tom tấn công trước, tấn công Jerry từ phía bên trái. Cuộc đối đầu hết sức căng thẳng. Tom có vẻ đang chiếm lợi thế. Jerry đáp trả lại một cách bình tĩnh. Tom tiếp tục tấn công, trái, phải, lại là bên trái. Nhưng vẫn chưa đụng được Jerry. Tới giờ thì Jerry không thèm thủ thế nữa rồi. Tom vẫn ra chiêu tấn công túi bụi bên trái. Không cần biết chúng không, tốc độ của Tom đang giảm dần. Đánh lộ Sài Gòn như điên vậy. Và Jerry đã chiến thắng trận đấu võ thuật này. Khán giả đang theo dõi trận đấu chắc chắn cũng nắm được tình hình. Đây là cơ hội để Tom bắt kịp Jerry. Jerry đang khởi động và tín hiệu bắt đầu vòng thi đã vang lên. Vào vị trí, chuẩn bị. Jerry đã vượt chướng ngại và chiến thắng thật ngoạn mục. Và giờ sự căng thẳng được đẩy lên cao. Giữa vòng thi bơi tự do 200m, hai thí sinh sẽ tung ra kỹ năng nào nữa đây? Trong vòng thi cử tạ này, Tom chắc chắn có nhiều lợi thế. Jerry phải cố gắng rất nhiều mới thắng được. Bây giờ Tom đã nâng tạ lên rồi, rất cân bằng, rất mạnh. Và cũng rất xui xẻo. Jerry đã sẵn sàng cho vòng thi nhảy xa. Đội chân ngắn sẽ ra sao? Và cậu ấy nhảy rồi. Một cú nhảy rất tuyệt. Độ xa mà Jerry đạt được 0,35m. Tom đã sẵn sàng cho lượt thi của mình. Chạy tại chỗ. Và bắt đầu. Bây giờ lấy đà.
Tốc độ hiện tại của Tom rất tốt. Chắc sẽ xuất hiện kỷ lục mới đây. Lỗ thứ 18 rồi. Tuyển thủ Cherry đã lên tư thế sẵn sàng phát bóng. Đúng là một cú phát bóng rất tốt. Bóng đang lăn gần tới chỗ và dừng lại cách điểm kết chừng 2.5 mét. Cú đánh quá tuyệt vời. Lần phát bóng này rất quan trọng với Tom. Thành công không đây? Phát bóng tốt. Và Cherry là người thắng trận. Ném đĩa là môn thi kết thúc ngày hôm nay. Và cũng là cơ hội ghi điểm cuối cùng của Tom. Hoặc là thua trận ra về. Cherry sẵn sàng. Và ném. Ô, vòng cuối cùng rồi nên Cherry không còn ném nổi. Có lẽ không quá khó để Tom vượt qua thành tích 30 mét của Cherry. Là bản tin thể thao cuối ngày. Tuy đại hội thể thao của chúng ta đã kết thúc được một tiếng, nhưng Tom vẫn chưa hoàn thành được môn thi cuối cùng. Hy vọng sáng mai cậu ấy sẽ được nghỉ. Bản tin thể thao cuối ngày xin được kết thúc tại đây. Chúc ngủ ngon Cherry. Chúc Tom may mắn. Go! Ok. Mấy cậu xếp hàng lại đây. Một, hai. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ho ho ho. Ngừng. Hát cái gì mà không có chút vui vẻ gì hết. Giờ các cậu bắt đầu lại. Thêm một chút cảm xúc vô giọng hát đi. Bắt đầu hát. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Rồi bình ho ho ho. Rồi bình ho ho ho. Có chuyện gì vậy cậu John bé nhỏ? Không thấy tôi đang tập hát cho mấy cậu kia hả? À, tôi thấy rồi. Nhưng tôi vừa mới bắt được một người ở trong khu rừng hô hố. Lại là chuyện gì nữa đây? Và ai mà cũng bị làm phiền. Tên xâm nhập đó là ai? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là người qua đường thôi. Bọn họ cũng muốn gia nhập vào hội những người vui vẻ. Vậy các cậu muốn tham gia với chúng tôi đúng không? Rồi, cười thử cho tôi nhận xét cái quà. Ho, được nha. Tôi đồng ý cho các cậu tham gia học viện huấn luyện những người vui vẻ. Ho, ai muốn vui vẻ đều phải bắn cung thật tốt. Cherry đầu tiên, cậu bắn thử coi sao. Trung tâm, giỏi lắm. Bây giờ cậu bắn thử coi được giỏi hơn Cherry không? Nè, hãy lấy mũi tên này và bắn thử đi. Cậu bắn giỏi lắm. Nếu qua được hai lần nữa, tôi sẽ cho cậu gia nhập hội vui vẻ. Tôi nói là hội vui vẻ. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Bài thi thứ hai của các cậu là đi bắt một con rồng phun lửa về đây. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ho ho. Được rồi à. Một con rồng phun lửa màu tím còn sống nhăn răng. Được rồi mọi người, kéo nó về. Ha ha ho. 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 Xong bài cuối cùng là được nhập hội. Các cậu phải tới gặp đội trưởng đội hộ vệ lâu đài Nottingham. Đi tới lâu đài và lấy cho tôi cọng lông màu đỏ trên nón đội trưởng về đây. Ta là quả cánh
đẹp đây. Quá à, báo động đỏ, có người đột nhập. Vậy đi, có người tấn công. Chó ơi, chúng chạy bên đây mà. Trời ơi, ta phải mách đội trưởng cho hai ngươi đi học một khóa bắt trộm mới được đó. Ta chỉ giỡn hai ngươi chút thôi mà, chỉ giỡn thôi mà. Ta đi báo cáo đội trưởng đây, đừng có để bụng nha. Báo cáo, đội trưởng. Đừng có làm phiền lúc ta đang ăn như vậy. Nhưng mà, ngài, tôi xếp, tôi đội trưởng, có hai đứa. Là cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Tôi không thấy gì hết đó. Ngài cứ yên tâm ăn tiếp đi, để tôi canh chừng mấy tên xâm nhập cho. Con bị ngủ vậy? Tôi thấy đen thui à. Ngươi lại làm cái gì nữa vậy? Đủ rồi đó, bây giờ ta sẽ đi ngủ trưa. Cảnh cáo ngươi không được làm phiền ta nữa, con quạ ngu ngốc. Mình phải canh gác nó. Người ta đã cảnh báo rồi mà không chịu tin gì hết. Gì vậy? Lên! Chó săn đâu? Đứa nào mới tắt đèn vậy? Quá! Đứng lại cho ta! Chúng chạy đâu kìa! Bắt chúng lại! Tôi sẽ bắt chúng lại! Để tôi nâng cái cầu lên! Ồ, đây đúng là cọng lông màu đỏ rồi, nhưng làm sao chắc được nó là của đội trưởng. Hai con chó ngốc này, cho ta xuống. Ta loại các ngươi ra khỏi hội vui vẻ bây giờ. Mau đuổi hai con chó này đi, nhanh lên, tránh ra.